Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi của chú chị hình ảnh cái cặp đực kem ha. Đó, cặp đực này thì rụng 7 tháng tuổi này của chú chị. Đó, cặp đực này thì rụng 7 tháng tuổi ha. Đó, thì chiều cao hai con là một con lùng lực bên đây này của chú chị. Con này thì chiều cao là 1m15-16 bò. Con kia là chiều cao 1m2 bò của chú chị. Đó, nhưng em nói hai con thì chân móng hoàn thiện ha, không ổn xe là xuống đứng luộc gì. Đó, em nói hai con này thì xương sóc chân móng sò xương sóc thì khá to. Đó, chân xương sóc thì khá to của chú chị, nhưng em nói hai con bò này lực lạc. Đó, tướng tá cấp mình, hai con dày bò bản đùi lớn, xương sóc rất to. Đó, hai con này thì toàn ép mộc ha. Đó, thì cặp bò này em trong nhà bán giá là 44 triệu. Đó, giá 44 triệu là giá chốt tại chuồng, giá không thương lượng nha quý chị. Nói chung thì tiền đạo của nấy nha. Nói chung thì những con bò đẹp. Đó, nó đẹp từ tướng tá dáng dốc mặt mày. Đó, đích nở dai nở. Đó, xương sóc chân móng sò, chân thẳng đứng thẳng rộng này của chú chị. Chân móng sò xương thẳng nè. Đó, tướng tá thì dài đòn. Đó, thì của chú chị nào thấy em cập đực này cứ liên hệ số điện thoại để cần hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số của nhà của chú chị mình điện trực tiếp nha. Đó, thì bò thì nay em quan sát là hai con là chân móng, chân móng sò không nghe của chú chị. Còn không được gì. Đây, xương sóc nè. Đó, phần hai chân sau nè, đứng thì thẳng. Đó, phần rúng là của chú chị, hai chân trước nè. Đó, con nào cũng lấy cái mình đích, khỏi nói luôn, không có bị ổn xe là xuống rúng không được gì. Chân cẳng là của chú chị thấy không? Đó, chân móng là chân móng sò ha. Đó, chân cẳng xương sóc khá to. Đó, con nào hôm nay thì đít nở dai nở là của chú chị. Đây, nó đít nở dai. Đó, thì của chú chị nào thấy em cực thì liên hệ số điện thoại để tầm hình. Đây, đít nè. Em nói hai con này đít nở dai nở là của chú chị. Phần dai của nó nè, hết biết không? Đó, đít nở dai nở nè. Đó, dài là dài đôi em nở dài thì dài đôi. Đó, thì cặp này giá là 44 triệu. Thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó, nói chung thì bò thì đẹp thì giá tiền nó khác dài lép mà cao nhưng mà dài lép giá tiền nó vẫn rẻ ha. Đó, nhưng thì nói chung thì tiền này cũng mấy thì bà con là cái giá cả hợp lệ thì ủng hộ em. Đó, còn giá cả không hợp lệ thì bà con có thể dùng cấp khác không chứ gì. Đó, nhưng em nói hai con này thì xương sóc rất to, chân móng chân móng sò xương sóc khá to. Đó, không có xe được gì. Đây phần mặt mày nè của chú chị coi nè. Đó, phần mặt mày nè. Đó, lưng nè. Đây, lưng nè của chú chị thấy không? Lưng là lưng đôi dài đôi, lưng đôi ha. Đó, lưng đôi dài đôi. Đó, thì bà con nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tận hình. Đây con này cái đít nè. Đấy, con này thì nói chung thì bên dài hôm nay nó có thỉnh trắng này cũng vậy. Đó, thì bà con mình xem kỹ ha. Đó, thì đặng cho em giao bò thì bà con mình dễ kiểm tra bò hơn. Đi lực xương sóc khá to. Đó, F1, hai con này toàn là F1 nha quý vị. Đó, thì cũng vậy nó thấy ưng cặp đực này điện thoại để tường hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp điện cho em, sẽ tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp nha. Đó, giá là 44 triệu. Đó, giá 44 triệu và giá chốt giá không thương lượng nha quý chị. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà thương lượng tiền xe tiền cộ thì điện cho em, sẽ tin số chủ nhà của chú chị mình thương lượng tiền xe tiền cộ ha. Đó, thì nói chung thì hai con bò này xương sóc thì nói xương sóc em bao của chú chị mình xương sóc cối luôn. Đó, thì trước khi em giao bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò thì không đóng tiền. Đó, mình kiểm tra này, cái thứ nhất có bú vỗ cả hay không, có tầm rúng ruột hay không rồi bà con mình sẽ nhận bò ha. Đó, tướng tá cấp mình em nói hai con này nó dài đòn mà không linh lực nữa cô chú chị. Con này con ấy nó dày bò em nói chung bà con bò có làm sao thì em báo vậy. Đó, bò linh lực thì em phải báo linh lực ha, bò dẻo dẻo thì em báo dẻo dẻo. Đó, như hai con này tướng tá cấp mình nè, cô chú chị coi nè. Đó, nói chung là tiền nào của nay. Đó, thì hình ảnh và giá cả của cặp đực kem này thì em gửi đến đầy đủ cho chú chị mình rồi. Đó, thì của chú chị nào thấy những cặp đực kem này, cô chú hãy sử dụng hợp để tầm hình. Đó, giá là 44 triệu ha. Rồi, thì bây giờ tiếp tục video đăng bán.
hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì con mẹ kem nè cô chú chị, con mẹ kem mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên. Đó thì hiện tại nó đang đẻ con, nó đang giữ con được kem thì được một tháng là mấy ngày này cô chú chị. Đó, nhưng con mẹ thì em nói con mẹ thì cái khung tàn khung xương của mẹ thì khá lớn ha, mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên. Đó thì phần con mẹ này chiều cao em đo là 1m39 bò, 39 bò ở phía sau sân khu của chú chị. Nhưng mà em nói con mẹ này thì khung tàn khung xương thì khá lớn nè, mẹ con chân móng hoàn thiện ha, không bị ốp xe là xuống rúng xuống rụt gì. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại em để tình hình. Đó thì bộ mẹ con này em chủ nhà em bán với giá là 33 triệu. Đó 33 triệu là giá chốt tại chuồng, không còn thương lượng nữa nha cô chú chị. Đó nhưng còn em nói con mẹ thì nói chung thì nó khung tàn khung xương thì hết nói nổi luôn. Chân móng mẹ con chân móng hoàn thiện nha, không ốp xe là xuống rúng ruột gì. Đó mẹ thì mẹ đầu trụi, mẹ pháp kem. Đó đẻ ra con được pháp kem giấy luôn rồi cô chú chị. Đó nhưng mà được con gái đẻ ra em nói còn được mát sữa, ý khung tàn khung xương được cũng hết hăng luôn. Đó mới có một tháng lại mấy ngày của chú chị. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Đó, còn giá cả không hợp lệ thì bà con mình đợi kiếm được khác. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ ghép xe, bà con đỡ tiền phí xe. Đó nói chung thì hiện tại em đang có chuyến giao về Vĩnh Long với Gò Đen của Long An của chú chị. Đó với An Giang. Đó An Giang với Bà Rịa Vũng Tàu. Thì bà con ở mấy vùng đó thì em sẽ ghép xe, bà con đỡ tiền phí xe ha. Nói chung thì con mẹ này em quan sát thì nó dài đòn, nó khung tàn khung xương khá lớn của chú chị. Cái thì nói chung hiện tại cũng đang giữ con thì nó cũng hơi ghen dẻo dẻo bò ha, nhưng được con cái nó em nói con mẹ này xương sóc rất to, chân móng thì chân móng sò của chú chị. Em bao của chú chị mình mẹ này là chân móng sò ha. Đó xương sóc nè. Đó về phần rúng mẹ nè, mẹ này rúng thì chắc khoảng 8-9 phân. Đó nhưng xương sóc thì khá to. Đó thì con mẹ này em quan sát là xe lưng xe mặt thì nghiêm chỉnh nhé cô chú chị. Xe mặt thì xe lưng nghiêm chỉnh nha. Mẹ thì F1. Đó. Đây, mẹ chiều cao tới 1m39 bò. Đó, chiều cao là 1m39 bò. Đó mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên. Đây, giá là 33 triệu. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này thì liên hệ số điện thoại để tình hình. Nó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em xin tin số nhà của chú chị mình điện trực tiếp nha. Đây em quan sát về phần vú thì con mẹ thì em quan sát là bốn vú bự nè cô chú chị, khi có một vú nhỏ hay vú nhỏ gì ha. Đây phần mặt mày nè, đó xe mặt thì nghiêm chỉnh nè ha. Đây xe lưng thì nghiêm chỉnh luôn. Đây mẹ xương sóc thì khá to. Đó thì bộ mẹ con này giá là 33 triệu. Đó con đực nè, con đực cái dàn xương con đực thì hết nối luôn chú chị. Nó đực thì nói chung này mới một tháng là mấy ngày à, nó cũng chưa có bắt sữa không ha. Đực này bắt sữa nó phát tướng tá dài đòn. Đó thì đây đó đây của chú chị. Đó con mẹ nè. Nhưng mà em nói con mẹ này xương sóc thì khá to. Đó, đầu thì đục trụi ha. Mẹ thì F1. Đó thì nói chung thì đang giữ con đực F2. Chung thì cái dòng kem nó là dòng kem này đẻ ra là con nó là kim kêu F2, rồi dòng bò xin. Đó dòng bò xin và bô xin rồi đẻ ra mới là F1 nha của chú chị. Đó con mẹ là tướng tá dài đòn, khung tàn khung xương khá lớn. Đó thì của chú chị là thương bộ mấy con này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em hiển tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp nha. Đó giá là 33 triệu là giá chốt, giá không thương lượng của chú chị. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ ghép xe, bà con mình đỡ tiền phí xe. Đây em nói đực nè, đực thì chân móng thì nói chung thì cũng hoàn thiện nha, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó đực xương sóc nè của chú chị, xương sóc thì em nói đực này xương sóc khá to nè. Đó, nó giống mẹ nó ha, mẹ nó thì xương sóc khỏi nói luôn. Đó mẹ nó chân móng thì cũng chân móng sò, xương sóc thì hết biết. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha, còn giá cả không hợp lệ thì bà con mình đợi kiếm bộ khác. Đó nói chung thì con mẹ này nếu mà ôm chữa tơi chữa thì con mẹ này anh nói con mẹ này đó tơi chữa tả 3 mấy triệu không bán nè.
đó, nhưng bây giờ nó đẻ ra được con đực luôn đó, đẻ ra con đực thì cái chân móng hoàn thiện đó, mà mẹ con luôn thì giá có 33 triệu đó. Giá này thì nói chung thì em cũng thương lượng giá cho bà con mình hết rồi đó. Con mẹ thì chiều cao là tới 1m39, bò ở phía sau sân khu của chú chị đó. Nói chung thì nhà thường thường thì phía sau sân khu thì nó cao hơn ở giữa lưng nó khoảng 7 phân 8 phân ha, tùy theo con bò đó, hoặc 6 phân đó, nhưng mình cũng tùy theo con bò đó. Thì của chú anh chị nào thấy ưng bộ mẹ con này thì cứ liên hệ số điện thoại em để tình hình, muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp điện cho em, xin tin số chủ nhà cho chú chị mình điện trực tiếp nha. Đó thì mẹ con này giá là 33 triệu rồi, thì hình ảnh và giá cả của bộ mẹ con này em gửi đến cho cô chú chị mình xong rồi, để bây giờ tiếp tục video đang bán ngày hôm nay.